Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại video tiếp theo của mình. Và hiện tại thì mình đang ở xã Sùng Đô, thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Lần trước mình có lên đây chơi thì cũng có quay lại một video là cái hoàn cảnh của gia đình nhà anh Linh với 5 người con nhỏ. Cháu lớn nhất là 14 tuổi và cháu nhỏ nhất là 2 tuổi. Thì là cái video này là cũng được cô Tuyết Phạm, cô ấy xem và cô ấy rất cảm động về cái hoàn cảnh của gia đình nhà anh Linh này. Và cô ấy đã chuyển cho mình 600 đô, trong đó thì cô ấy đã trích ra 50 đô để cho mình chi phí đi lại và ăn uống, còn lại để giúp đỡ nhà anh Linh. Thì là cái này thì mình cũng đã báo trước với anh Linh và để anh ấy vay tiền để đi mua tấm nợp trước. Và sau này mà khi hoàn thành công trình thì mình sẽ trao cái số tiền đó cho nhà anh Linh. Thế bây giờ mình nên xin đến nhà anh Linh đấy các bạn này. Thì là cũng là không có nhiều thời gian nên mình chỉ đi được một ngày thôi. Thế là cũng điện được điện trước cho anh Linh là anh ấy chuẩn bị cái đòn tay và tấm lợp trước. Còn mình chỉ nên đây mình đưa tiền và quay lại những cái cảnh mọi người ấy thôi, mọi người làm việc ở đây thôi. Bây giờ là các bạn cùng vào nhà anh Linh với mình nhá. Khá là mệt các bạn ạ, leo cái dốc. Lúc nãy mình đứng tịnh dưới kia kìa. Hôm nay mình lên đây thì cũng rất là bụi. Chào cả nhà nhá. Anh ạ. Mọi người đang sáng rồi chứ? À vâng. À, em tưởng là dọn từ hôm qua rồi. Không, hôm qua còn chuyển tấn. À vâng vâng. À, qua chuyển tấn xong bây giờ dọn dẹp đem tí nó dưới cái số mình quên nó dễ không có. Vâng. Thế là có nhờ đông người không anh? Có đấy. Anh ăn chưa đến được. À. Đây là ăn sáng đi à, sáng nay ăn cơm với cái gì nào? Ăn con đi. Vâng, chị ăn cơm ạ. Ăn cơm với mang bầu. À, có thịt đấy nhỉ. Có thịt, có mang bầu. Mang A đi. Hôm nay phải có thịt để cho đãi cả nhà rồi anh nhỉ. Hiện tại khoảng tầm 8 giờ các bạn ạ. Nhưng mà mọi người cũng chưa đến nhiều mấy bởi vì là nhà xa các bạn. Bây giờ là mấy anh em này người nhẹ nhẹ thì là lên dỡ những cái tấm cọ xuống này. Để tí nữa là thay hết cả đòn tay xong là lượm lại pro. Cẩn thận nhá, cái này nó yếu lắm đấy. Đừng có chủ quan ngã xuống là nguy hiểm. Đây, các anh ấy với các em ấy là bây giờ đang bắt đầu lên dỡ đây. Không có cái kìm mà anh Linh? Có đấy. Lấy cho mỗi người một hai cái quá. Trẻ con đi ra ngoài hết đi. Không là tí nó rơi cái ấy này xuống vào đầu là nguy hiểm đấy. Mục hết anh nhỉ. Đây các bạn này, cái mái nhà nó mục hết, nó rột này. Những tấm cọ nếu mà lợp bình thường chỉ được khoảng tầm 2 năm thôi. Ở trên vùng cao này thì bởi vì là xương nhiều ấy, thì nó ẩm, độ ẩm nó nhiều nên là nhanh mục lắm. Đây như hiện tại bây giờ các bạn xem này, đứng xa khoảng tầm 100 mét là khó nhìn thấy người rồi, không nhìn thấy đâu. Đấy. Cái này buộc dây thép hết nhỉ, nên là cũng khó lấy ra đấy nhỉ. Đấy, anh em ấy các bạn nhìn này. Cái mái nhà như thế này thì sao chả rột. Để mình đi ra đằng sau kia xong là quay cảnh bên trên cho các bạn xem cho rõ nhá. Các bên nam giới thì ở bên trên để giật mái ra, còn bên dưới là các cô các chị là bên dưới là xếp những cái tấm mà đã được dỡ ra rồi là gọn vào các bạn ạ. Thì anh Linh là năm nay cũng gần 50 tuổi rồi. Nhưng mà cái nhà của anh thì cũng mới có cái cột và cái khung là kiên cố thôi, còn những cái kia thì những cái mái này thì cũng hỏng hết rồi. Và vách thì cũng chưa có các bạn ạ. Nên là rất khó khăn. Và qua cái video này cũng xin được cảm ơn tấm lòng hảo tâm của cô Tuyết Phạm đang định cư ở bên Mỹ. Và cháu xin chúc cô và gia đình sang năm mới là luôn mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống.
con chuột đang hô để bắt. Nhiều chuột vết các bạn ạ. Đây là toàn hàng xóm với lại người nhà sang giúp nhé các bạn ạ. Ở đây thì có cái việc đến làm nhà thì hoặc là cũng được thiện trọng thì là hàng xóm và người nhà là có trách nhiệm từ ngày xưa rồi, là phải đến giúp. Chứ ở đây không thuê được cái gì đâu bạn ạ. Được không? Đã được chưa? Đâu xem nào, con chuột đâu? À, to phết đây nhỉ, được bữa rồi. Đâu rồi đây, xem nào cô ơi. To đấy con mèn này. Bây giờ này dỡ cũng khoảng tầm 90% cái mái rồi. Sáng nay chắc là dỡ được cái mái với cả là đóng lại được cái đòn tay. Và chiều sẽ lợp các bạn ạ. Chiều sẽ lợp cái tấm bờ lông lên. Những cái đòn tay với cả cái dư mè này mới làm được 2-3 năm mà cũng mục hết rồi, mọt hết rồi này. Bởi vì là nó ngấm nước xuống mà các bạn. Chỉ còn những cái cây gỗ, thân cây gỗ này nó chắc thì nó còn bền lại thôi, không ảnh hưởng gì. Có một con chuột là đi săn ngay các bạn ạ. Đã rơi cây tre xuống đấy chị ơi. Cây tre sắp rơi đấy. Thế là cũng nhờ anh em từ ngày hôm qua rồi đấy nhỉ. Hôm qua là nhờ 6-7 xe. 6-7 xe là chở cả ngày luôn à? Chở có buổi chiều tầm khoảng 2 tiếng hồ xong hết. 2 tiếng. Mỗi chuyến là lên được 5 tấm à? 5 tấm mà từ dưới kia lên đấy phải 500 mét đấy nhỉ. Từ dưới kia lên 500 mét mà đường dốc này thì cũng khó khăn. Để vận chuyển cái tấm lợp lên trên này cũng khó các bạn ạ. Bởi vì là xe ô tô chỉ đỗ ở dưới mặt đường kia thôi. Ô tô không thể lên cái đường nhỏ này được. Nên là chiều qua thì mình cũng không có thời gian để lên đây quay được. Nên là cũng hỏi qua các anh em là anh em là hôm qua là chuyển cái tấm lợp này cũng mất một buổi chiều. 6-7 người đấy. Bây giờ là dỡ xong hết cái mái cọ rồi các bạn. Bây giờ lại dỡ thêm mấy cái thanh gỗ thừa với cả là quét màng nhện đi đã. Cho sạch xong bắt đầu anh em mới đóng đòn tay. Ừ.
bụi lắm. Cái nhà người Mông này thì đa số là bếp của nhà họ là ở trong nhà luôn, nên là rất nhiều bụi với mùi hóng này các bạn này. Bếp ở trong nhà bởi vì là thời tiết ở trên vùng cao rất là lạnh, nên là không làm bếp riêng đâu. Bếp ở trong nhà thì khi nào mà ấy lạnh quá là đốt lửa là ngủ ở trong nhà luôn. Ăn cháu phải có lá bắp cải mới lại gừng cơ. Chứ ăn kiểu này thì chị rồi. Cái chỗ này trồng rau cải đẹp ấy chứ. Nhưng phải quay gà vào, không là gà nó bới hết. Ăn hết cả quả một phát cho chị. Ăn mà không nhăn mặt mới giỏi nhỉ. Đấy, chấm ớt chảy cọn chấm luôn này. Đây bát súp ớt này. Ăn nhót với súp ớt. Đấy. Đã cả quả thế nào? Chua không? Đấy. Ăn này giỏi này. Con chấm này giỏi thì lúc là được bán cho. Giờ là các anh đang đóng đòn nóc đây các bạn. Để tí nữa cái đòn nóc này đóng xuống trước, xong là bắt đầu mới đóng mấy cái đòn tay xuống dần. Đấy, chắc là chiều mới lợp được. Lợp thì chắc là nhanh đấy các bạn ạ. Bởi vì lợp các anh nói là buộc dây, nên là buộc dây nó nhanh thôi. Chứ không phải là nếu mà đóng đình thì lâu. Bây giờ là nhà bếp này đang nấu cơm đây. Chị đi mua thịt gà về đây à? Vâng. Xong mua nhiều thế? Hôm bữa thì mua nhiều đấy. Mấy con đấy tất cả ấy? Hai con này. Năm con à? Cái này cho nhiều gừng vào. Cho nhiều gừng vào, chặt ra răng. Chị vừa đi chợ về mua gà về đây. À vâng, chắc là mua ở dưới này trung tâm này quá nhỉ. Quán ngay đường á. Ông chú là đang rửa và chặt gà. Đây là bà đang nấu cơm, còn bên kia là các chú là đang chặt gà. Đây là cơm nấu cơm củi đây các bạn này. Bên này thấy có món măng đắng đấy, măng đắng này. Măng này luộc rồi chứ chị nhỉ? Luộc rồi đấy. Rồi bên này là đang chặt gà để rang. Giờ thịt lợn còn đắt hơn thịt gà này đấy nhỉ? Thịt lợn ở trên này thịt lợn bao nhiêu cơ? 130.4 đấy. 130 à? Thế thì mua thịt gà này là kinh tế nhất rồi. Như này là cũng được rồi, ngon rồi. Tí cho nhiều gừng vào chú ạ. Vâng. Dây nó khá ra luôn. Dây nó khá ra luôn ạ. Ăn ớt thì cho bà ớt không? Ăn măng ớt thì cho ăn măng ớt ngon mà, cho nhiều vào, cho cay. Đây măng ớt đây là nọ măng ớt rồi. Để xem măng ớt nhà mình. Xem nọ măng ớt của nhà người Mông là như nào nhá. À, mở ra thơm luôn rồi đây này. Đây các bạn, nọ măng ớt này. Cái này mà xào với thịt gà thì ngon lắm. Ăn nó cay, nó thơm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chú. Cho măng vào đây cho chú. Măng ớt chín đây cho. Tí mới cho á. Cho vào cho ngấm. Gừng cho rồi quá cơ. Gừng chưa? Cho măng thôi. Cho măng không cho gừng nữa. Đi chú cho vào đi nó mới ngấm chứ. Thì chú cho sau không ngấm đâu, nó không thơm đâu. Hái ở chú luôn. Cho cả nước vào nó ngấm nó mới cay đều. Món này tốn cơm lắm nhỉ. Đấy, măng ngon này mà. Cái trò cái con lùa. Cái cho cặp tiền nước vào cái chứ cơ. Lòng nữa. Cho một lòng đi. Cho một lòng đi. Ăn không cay đâu. Cay mình ăn được hết mà nhỉ. Ừ, được rồi. Được rồi. Ngon đấy cái món này nè. Này này muốn ngấm. Món này là món đặc sản. Con gì đó. Đây là nên người nhà người Mông nhưng mà ăn ăn thịt gà của người Kinh. Đấy, nhà hoàn cảnh nên là không có gà đâu các bạn ạ. Đây là phải mua gà của người Kinh ăn cho nó rẻ. Hôm nay ông chú là một trưởng bếp. Vẽ giữa nhà xong rồi bây giờ làm trưởng bếp. Nhà chú gần không chú? Nhà ngay mặt đường của chú bán đấy. À gần trên ủy ban. À, vâng vâng. À cái nhà mà bán hàng đấy gì cơ? Ờ bên bán hàng là đứa con rể. À con rể chú đây. Đây. À. Đây là nhà cháu. À nhà cháu của chú. Ừ. Vâng. Cho cả xà vào cho thơm. Vâng. Cái này cho bén lửa thôi nó cũng ngấm cũng ngon. Bén nhóc của cô hả? Tôi ngồi bên này là đang luộc rau. Là mấy cô mấy chị là bây giờ đang quét nhà để tí nữa ăn cơm các bạn. Sáng nay thì công việc nó mới chỉ dỡ được cái mái cọ ra với cả là dỡ được cái đồng tay cũ thôi. Còn cái phần đòn tay cũ đấy không sử dụng được nhiều nên là phải đóng lại hết đòn tay mới nên là nó hơi lâu một tí. Cái dây này tí buộc tấm này hả cơ? Đây này buộc. À để buộc đòn tay à? Là sự hẳn là ở nhúa đây. Mà thỏ được khuôn, hẳn loạn. Thế mọi người bây giờ đang khuân đòn tay ra để buộc đòn tay đây. Chắc là sáng nay là buộc đòn tay là xong đấy nhỉ. Đòn tay xong là lên tấn. Đi chơi đi. Chảy lâu, chảy xéo. Chảy lâu, chảy lâu. Chảy lâu, chảy lâu. Chảy lâu, chảy lâu. Đang phải đi mượn bát ở nhà hàng xóm sang à? Thế rửa qua đi ở đây. Đây là món rau luộc thì chưa bỏ ra. Tí nữa ăn mới bỏ, bây giờ bỏ ra nó bụi đấy. Mấy mâm chị? 4 mâm đấy. 4 mâm à? Ở đây, bên này thấy 4 bát nước chấm đây. Nước chấm nhìn nữa thích rồi các bạn này. Nước chấm ngon này mà toàn ớt luôn. Trắng dây sao? Trắng cứ. Còn mấy món cá, măng, mấy thịt gà, mấy rau thì tí bắt đầu mới bỏ ra. Hiện tại là các anh vẫn đang trên kia kìa, chưa xuống đâu. Vẫn đang làm trong nhà đã giải chiếu rồi đây. Thế toàn rút bóng hôm nay. Không phải nhìn luôn. Các ông thợ vẫn đang ở trên mái nhà đây này. Đấy. Bây giờ là hơn 11 giờ rồi các bạn.
Rồi bây giờ đến bữa cơm rồi các bạn ạ. Thì các anh cũng mời nhiều rồi. Bây giờ mình vào xem là các bạn cùng vào xem là bữa cơm người Mông trên nào trên này như nào nhá. Đây là ba mâm người lớn, bên kia là chắc là mâm à năm mâm tất cả. Ừ, 5 mâm tất cả. Vâng. Đây là anh Linh chủ nhà đấy các bạn này. Vâng. Vâng. Thì ngồi cạnh anh này. Mâm bên này là mâm chị em phụ nữ với lại trẻ nhỏ hình như là ăn cơm trước rồi. Tại sao nó này? Đã nói cái này là chu đáo rồi, nghĩa là không có gì đâu, có gì ăn đấy thôi. Vâng. Ơi cháu mời các bác nhá, mời các anh nhá, mời các cô nhá. Năm mâm ở chứ đâu, một mâm chưa ngồi hết à? Chưa, còn mấy người. À đi đâu hay đi về à? Chắc có một vài người. Đây, chiều nay thì là ok rồi. Cái này tí nữa là ấy xong là mở lợp thì nhanh thôi nhỉ. Thử miếng măng này, ăn này bốc tay thôi. Xem đắng không? Không đắng mày. Được anh nhá, bạn nhá. Chiều cho hai người đi đồng một ít là cho anh mấy cơm mang về ăn. Măng này là đắng, nhiều người không thích ăn đắng thì không ngon. Nhưng mà em ăn đắng được thì lại thích. Mà cái này không đắng mày. Thì ra măng đắng phải đắng tiệm. Vâng, măng ngọt em thích đâu. À thế thì mình đang lái máy xúc à? Vâng. Có biết thằng Lán ở đây không? Có. À cái sửa nhà máy chè đấy là tại em đầu anh xuống lô ấy. À, cái chỗ nào? Hôm nay qua nhà bạn thì đi xuống dưới. À. Rồi. À cái bây giờ mình đi về là bên tay phải đấy đúng không? Đấy. À. Đấy là nhà máy chè đấy à? Nhà máy chè xuống lô. Cái đấy là của ai làm? Của người vẫn là người Việt Nam làm thôi mà nó xuất ra nước ngoài à? Chắc lại sang Trung Quốc nhỉ? Trung Quốc. Chiều ấy anh bảo ai hái một hai lá chè già già ấy cho vào cái nồi đun lên chứ uống nước trắng vậy nó không có nhạt. Lá chè đầy cây quanh nhà đều không hái vào đi uống nước trắng làm cái gì. Đấy. Đây mọi người đang ăn cơm này. Thế tí nữa chắc là ăn cơm xong là nghỉ ở đây thêm một tí cho các anh nhỉ, chứ không ai về đâu nhỉ. Vâng. Ăn là làm xong là tiếp tục làm. Tầm 1 2 giờ, 1 giờ nào. Lý này, lý ở đâu ấy? Dẻo đây. Lý người Mông thì như thế không được đâu. Ôi, ní người Mông thì cũng hay đấy nhưng mà em không ấy được đâu, em yếu lắm nên là thôi cho sang đây cho mời các bà các chị một chén nhá. Đây một tí. Chúc bà các chị sức khỏe nhá. Đây là nhà mới rồi. Chưa được mới, cái này đang cũ. Chưa mới, cái nào mới thì mừng. Hôm nay có mới nhà mới rồi. Mới thì mừng. Ôi giời ơi, nào. Đây luôn nha. Này em phải uống sau cùng vậy là. Đấy, cho mời bà nhá. Rồi, chúc bà sức khỏe nhá, mời chị nhá. Rồi, đây chắc là em rồi nhỉ. Em này sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2000. 2000 à? Rồi, cho mời bà nhá. Đấy, thế nào, chị này là uống hết chưa? Ôi, chưa hết rồi. Chưa hết, lần thứ hai có hết không? Ui, vẫn còn. Đã uống được uống hết. Vẫn chờ anh mà. Vâng, nhưng mà cái chén này đã hết đâu. Chị bảo em uống mà.
chiên. Sức khỏe nhá. Rồi cảm ơn các bà các chị nhá. Vâng. Mời các bà các chị ăn no miệng nhá. Em xin phép nhá. Chào xin phép nhá.